Mình đi ạ. Dạ em chào bộ ba siêu đặc biệt truyền cảm hứng của chương trình Nhảy Đi Nhảy Chơi. Tại sao lại xinh như thế? Tại sao? Thì điên à? Cứ thế có ai chịu được, có mấy ai chịu được. Bực thế nhở? Lại còn cười như thế. Ủa em là ca sĩ hát bài này? Dạ. Bạn có muốn được tự do tài chính với thị trường chứng khoán, một kênh đầu tư hấp dẫn? Bắt đầu đầu tư ngay hôm nay chỉ với 500.000 đồng. Với 3 phút đăng ký để có ngay tài khoản giao dịch tại Kiss Việt Nam. Kiss Việt Nam có công ty mẹ là tập đoàn tài chính hàng đầu Hàn Quốc. Phí giao dịch lãi suất hấp dẫn, đội ngũ tư vấn tận tình. Chứng khoán Kiss, two friends cùng bạn đầu tư thành công. Nói chung là hơi tiếc nuối một chút, nhưng mà không sao, tại vì cũng đã cố gắng hết sức mình rồi. Với lại khi mà tiêu chí mình đến chương trình á là vui là chính, tất nhiên là mình cũng muốn thử thách bản thân của mình, nhưng mà cho dù có dừng lại ngay vòng đầu tiên hay là đi sâu hơn thì mình cũng rất là vui đón nhận những cái năng lượng mà chương trình đem lại cho mình từ đầu cho tới bây giờ. Xin chào mừng và kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình á là mình đã kiếm được thu nhập khá là sớm từ bộ môn nhảy này. Lúc đó thì kiểu mình muốn mua đồ chơi, là mua cái này cái kia, là mình không có cần phải xin tiền bố mẹ nữa, mà mình tự lấy cái số tiền đó mình mua cho mình luôn, nên mình cảm thấy rất là yêu khoảng thời gian đó. Không phải nhìn gì cho đã mất thời giờ, đã yêu rồi sao còn cố giả vờ.